Hello, xin chào tất cả mọi nhau, số điện tử công nghệ cao online 0865618226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo có mã là F99 được bán chạy nhất trong năm 2024 này các bạn nhé. Thì đây là một sản phẩm này, sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng chiếc camera cúc áo F99 nhé. Thứ nhất là sẽ cùng có một chiếc camera cúc ảo đấy, đó, mắt camera siêu nhỏ này và phần thân camera rất là nhỏ gọn các bạn nhé. Kích thước của nó chỉ to cũng như là chiều dài của nó chỉ dài bằng ngón tay út của mình thôi, và nó vẫn đầy đủ chức năng nhé, là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa với hình ảnh là full 4K. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một bộ cúc áo giúp bạn trẻ là ngụy trang và mắt cam cho kín đáo hơn. Thì ở trong này có mắt là cúc quần, cúc áo, đinh bít, rất là nhiều mắt, thì bạn chỉ cần chụp vào mắt cam là được thôi. Và một cục pin dự phòng ED giúp bạn phải là sạc pin thiết bị nhé. Thì mỗi cục pin này thì bạn có thể sử dụng liên tục thêm được khoảng tầm 2 tiếng mét pin. Và pin của chiếc camera cúc áo F99 này bạn dùng liên tục được khoảng tầm 6 tiếng mét pin nhé. Một dây cắm sạc này, thì khi mà camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin lên sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm sạc pin khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là đầy pin nhé. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Đó, bước đầu tiên thì bạn sẽ tải cho mình ứng dụng là lắp cam về điện thoại này. Tiếp theo thì bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera bắt ra, có chữ G là có chữ F đằng trước nhé. Tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam, các bạn chọn vào mục là cancel để xem nhé. Như bên này sẽ là hướng dẫn cho mọi người cách để bạn sẽ là kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Ở trong này có rất là chi tiết rồi, thì về các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong này là có thể sử dụng ok nhé. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ cúc áo F99 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Huy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh Huy Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại, rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Sử dụng một chiếc mẫu camera F199 này thì cũng giống như những dòng V99 và V100 thôi, đều sử dụng ứng dụng là lắp cam để xem nhé. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera siêu nhỏ cúc áo F199, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại nhé. Đó, đây phần mắt cam này, và đây sẽ là một đoạn dây cáp. Dây cáp này nó được bọc bằng dây dù bên trong nha. Đó, dây dù rất là chắc chắn luôn. Đó, và đây sẽ là cái nút công tắc bật mở này. Các bạn gạt xuống dưới sẽ là bật thiết bị, còn gạt lên trên sẽ là tắt thiết bị nhé. Đó, còn nút bên đối diện với nút bật mở sang sườn bên phải này sẽ là nút reset. Thì khi mà cam các bạn dùng lâu mà bị đơ và là chất lượng ảnh nó kém thì các bạn sẽ dí lên mà nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. Đây sẽ là cái khay cắm thẻ nhớ này, và dưới đây sẽ là chân cắm sạc nhé, lỗ bao đèn bên cạnh. Đó, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Đó, các bạn sẽ gắn vào trong trường như này nhé. Sau bạn sẽ bật nguồn cam lên. Đó, bật nguồn cam lên thì cam sẽ sáng cái đèn màu đỏ bên dưới chỗ chân sạc như này là camera đang hoạt động nhé. Mình cắt đi phụ kiện đi. Tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ F199 này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng vào điện thoại là ứng dụng lắp cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cả là App Store để tải. Các bạn nào đang sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cả là Shop Valley để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lắp cam về điện thoại rồi. Tiếp theo thì các bạn đi chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Bạn chọn mục Wi-Fi. Thì cái camera siêu nhỏ F199 này sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là có chữ F và có chữ G đằng trước và một dãy số là không có mật khẩu nhé. Thì các bạn sẽ kết nối vào. Đó, bạn đợi một chút này, và đã kết nối xong thì nó sẽ hiện dấu tích ở trên mình. Đó, kết nối xong thì hiện dấu tích màn hình như này. Thì bạn sẽ thoát ra ngoài này, và tiếp theo thì bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam các bạn vừa tải về. Bạn chọn cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn một cancel xong thì trên mình sẽ hiện chữ là device online màu xanh như này. Thì để xem được thì bạn sẽ kích về chữ online này, sau đó bạn đi chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đó, đây mình sẽ quay camera trước cho bạn xem. Cho nền ảnh của chiếc camera siêu nhỏ F199 này rất ok bạn nhé. Bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn hãy chọn mảnh loa này.
Alo. Nó do cam và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột sóng, xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng nào bậm bậm lại như vậy. Còn khi mà các bạn đã ở xa, kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng bậm như vậy nó sẽ mất đi nhé. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì các bạn hãy chọn vào máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn hãy chọn nó bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì các bạn chỉ cần kích một lần đó thôi là sẽ tự động lưu lại đoạn video này vào trong cái ứng dụng là nắp cam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ là giúp bạn có thể là đảo chiều hình ảnh sang trái sang phải này, cũng như là đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều hình ảnh thì các bạn sẽ dùng chức năng đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ mặt trời đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh này. Các bạn có thể là cho ánh sáng cao lên này, như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng đi, cho ánh sáng thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đó, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn có thể là chỉnh màu của hình ảnh nhé. Các bạn có thể là cho màu của hình ảnh nó đậm lên này, cũng như bạn có thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nó nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đây. Đó, tiếp theo thì chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Nhưng mà cái mẫu cúc áo này nó không có ngoại nên là không quay ban đêm nhé. Quay ban đêm thì bạn sẽ mua những dòng V99, B4 này, S400 Blue này và S500 Blue nhé. Những cái loại có led hồng ngoại mới quay được ban đêm, còn mẫu này chỉ chuyên quay ban ngày thôi. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn có thể là chọn cái độ phân giải của nhảnh ở đây. Thì độ phân giải của nhảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, thì khi mà các bạn chọn độ phân giải 4K thì chất lượng nhảnh rất là ok nhé. Này, xóa chữ đây. Đó, điện tử công nghệ cao này, nó rất là led luôn. Đó. Thì giờ mình đã test cho mọi người cái chất lượng nhảnh thực tế của chiếc camera siêu nhỏ cúc áo S199. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặt chung ở trong ứng dụng là nắp cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này. Các bạn chọn một cài đặt nhé. Sau đó bạn chọn vào mục là device setting. Thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn có thể là đổi mật khẩu của cam nhé. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục old password ở đây sẽ là 123456 đây. Đó, mục new password đây thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó, rồi bạn kích ok là sẽ đổi được mật khẩu của cam nhé. Tiếp theo sẽ là mục SDK setting này sẽ là mục giúp bạn thể kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một cái hình 24x24 là chỉ cần chiếc cam siêu nhỏ S199 này các bạn bật nguồn lên thôi là cam sẽ tự động ghi hình vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Đó. Alarm decode sẽ là một cái hình khi có chuyển động, là khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ này lên thì chỉ cần có người di chuyển có mắt cam S199 này thôi là nó sẽ tự động ghi hình vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Video duration là các bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Thì ví dụ như khi mà mình chọn là 3 phút đi thì cứ bao giờ đủ 3 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Mà các bạn chọn là 5 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của cam này, 30465 MB. Free space là dung lượng còn thừa bộ nhớ của cam khi mà các bạn lưu video vào còn thừa bao nhiêu thì sẽ bên dưới này nhé. Format đây sẽ là giúp bạn có thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel nhé. Tiếp theo sẽ là một wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì cái camera siêu nhỏ S199 này nó sẽ tìm ra những bạn những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì các bạn đang gắn chiếc cam siêu nhỏ S199 này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Đó, rồi bạn kích OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G, 4G. Và cái cam S199 này các bạn gắn ở nơi mà có wifi mà các bạn đã kết nối xem từ xa thôi là đi đâu các bạn cũng có thể xem được từ xa hết. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ cúc áo S199. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.